Bản tin 365 ngày chuyển động sẽ cập nhật và thông tin kịp thời giá cả nông sản, các mô hình sản xuất làm giàu, các chính sách mới giúp cho bà con đón đầu thị trường. Chúng tôi hy vọng sẽ trở thành người bạn sát cánh cùng với nhà nông. Mời bà con và quý khán giả điểm qua thông tin nông nghiệp đáng chú ý ngày hôm nay. Đua nhau nuôi bò khiến giá bò giảm, người chăn nuôi Đắk Nông lao đao. Thịt heo giảm giá trở lại, thị trường đi vào bình ổn. Nông dân trẻ miền Tây nuôi ong lấy mật hữu cơ, mật ngọt cho ra đời từ đôi bàn tay cần cù, nhảy bén. Tỉnh Lâm Đồng khuyến khích liên kết trong sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông sản. Tham quan mô hình hợp tác xã Nam Sơn, đầu tàu liên kết sản xuất ở Đức Trọng, Lâm Đồng. Sau đây là thông tin mới nhất về thị trường heo hơi ở các miền. Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai cho biết giá heo hơi tại các trại chăn nuôi khu vực Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh đang có xu hướng giảm khá mạnh. Theo đó, thì giá heo hơi xuất bán tại trại chăn nuôi của các doanh nghiệp có quy mô lớn dao động ở mức 49.000 đến 51.500 đồng một ký, giảm 2.000 đồng một ký so với đầu tháng 10. Tại các trại chăn nuôi heo nhỏ lẻ thì giá heo hơi có thấp hơn, quanh mức 48.000 đến 50.000 đồng một ký. Tuy nhiên thì giá heo đang có sự chênh lệch giữa các miền, cụ thể như sau. Tại thị trường miền Bắc, giá heo xuất khẩu tại các trại chăn nuôi giảm đến 5.000 đồng một ký so với đầu tháng, hiện dao động khoảng 44 đến 47.000 đồng một ký. Do chênh lệch giá bán giữa miền Bắc và miền Nam khá cao, nên thương lái đang thu mua heo từ khu vực có giá thấp để chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tiêu thụ. Trung bình mỗi ngày khoảng 3.000 con heo từ khu vực miền Bắc vận chuyển vào miền Nam tiêu thụ. Theo giới kinh doanh, tình hình dịch bệnh trên heo ở Trung Quốc khiến người chăn nuôi Việt Nam lo ngại nên bán sớm. Bên cạnh đó, tâm lý người tiêu dùng giảm tiêu thụ thịt heo cũng khiến giá bán hạ nhiệt. Hiện nay, giá heo mành bán tại các chợ đầu mối ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng 48 đến 68.000 đồng một ký, giảm 3.000 đến 5.000 đồng một ký so với đầu tháng. Bò chính là vật nuôi thích nghi rất là tốt với mọi điều kiện khí hậu, nhưng mà ở các vùng có đồi trống và trồng cỏ thì sẽ giúp bò phát triển tốt hơn. Phát huy lợi thế sẵn có, nhiều nông dân ở xã Đắk Lao, huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông đã mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi bò. Thế nhưng khoảng hơn một năm trở lại đây, giá bò liên tục giảm khiến cho người chăn nuôi lao đao lo lắng. Giá bò giảm có liên quan đến nguyên nhân là người dân thấy nuôi bò có giá đã ồ ạt nuôi dẫn đến dồi hàng. Nông dân Đắk Nông đang lao đao vì nguy cơ thua lỗ. Thấy nuôi bò sinh sản cho thu nhập cao, anh Doãn Ngọc Ánh ở thôn 11A, xã Đắk Lao, huyện Đắk Min đầu tư gần 100 triệu đồng để xây dựng chuồng trại và mua bò giống về nuôi. Được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi nên đàn bò sinh trưởng phát triển tốt. Khoảng hơn một năm trở lại đây, giá bò liên tục giảm mạnh khiến cuộc sống gia đình khó khăn hơn. Giá bò giảm lại bị thương lái ép giá nên nguồn thu nhập từ đàn bò cũng giảm mạnh. Hiện anh đang cố cầm cự duy trì đàn để chờ giá lên. Trước đây thì nuôi bò thì mình vẫn còn có lãi. Còn bây giờ mình nuôi chỉ có mình tận dụng cái nguồn phân bón cho cà phê và tiêu thôi. Một con bò đẹp cực kỳ nhưng mà người ta quy về giá thịt, người ta mua theo giá thịt. Đó nên là cái giờ về mình nuôi về lâu về dài á thì nó không được như hồi xưa nữa, nên là cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Nhiều hộ giống như anh Doãn Ngọc Ánh đang chờ giá lên, nhưng vì hiện nay còn nợ tiền ngân hàng đành bán tháo để trả nợ. Xã Đắk Lao có đàn bò khoảng hơn 300 con nái sinh sản. Nuôi bò vừa ít tốn công lao động, thức ăn tận dụng phế phẩm nông nghiệp và từ đồng cỏ rộng lớn, lại có thêm nguồn phân bò để bón cho cây trồng. Tuy nhiên, hiện giá bò giảm mạnh so với những năm trước, chỉ còn khoảng 30 đến 40 ngàn đồng một ký bò hơi. Còn 2 năm trước, bò giống có giá 15 đến 18 triệu đồng một con, thì nay chỉ còn 8 đến 10 triệu đồng một con. Về lâu dài, cần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng chăn nuôi theo chuỗi liên kết để giảm bớt bấp bênh cho đầu ra. Người tiêu dùng đang hướng đến sử dụng nguồn thực phẩm sạch để đảm bảo sức khỏe, đó là một nhu cầu tất yếu. Điều này cho thấy là mức sống của người dân ngày một nâng cao. Vì vậy mà người sản xuất cũng theo nhu cầu thị trường, làm ra những sản phẩm chất lượng, không chạy theo số lượng như là ngày trước nữa. Và có thể nói là tư duy sản xuất bắt đầu buộc cũng thay đổi, đúng không chị Ngọc Như? Vâng, và điều đó được chứng minh qua rất là nhiều mô hình sản xuất của bà con nông dân mình. Mật ong cũng là một trong những sản phẩm phục vụ nhu cầu cải thiện sức khỏe của người dân nên bán rất là chạy trên thị trường. Tuy nhiên thì ngoài thị trường, sản phẩm có chất lượng và độ tin cậy chưa cao. Để chinh phục được lòng tin của người tiêu dùng, anh Nguyễn Minh Tùng ở ấp Trường An, xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng đã nuôi ý tưởng làm nên sản phẩm mật ong hữu cơ, đảm bảo chất lượng, vệ sinh, không bị nhiễm đường và thuốc bảo vệ thực vật thông qua việc là nuôi dưỡng đàn ong để mà khai thác mật.
Nhưng mà việc nuôi ong lấy mật thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nó đòi hỏi là người nuôi phải có kỹ thuật cao thì đàn ong mới chè nhiêu và cho mật ngọt. Nuôi ong hữu cơ thì lại càng khó, nhất là thị trường tiêu thụ. Chúng ta hãy cùng xem anh Minh Tùng nuôi ong cho mật như thế nào. Thông tin cụ thể do cộng tác viên chúng tôi ghi nhận được sau đây. Để đảm bảo môi trường sống cũng như chất lượng mật ong, xung quanh khu vườn được trồng các loại cây có thể cho nhiều hoa để ong hút mật và lấy phấn. Vì vậy, việc phát triển đàn cũng trở nên dễ dàng hơn. Cụ thể, sẽ di chuyển ong chúa sang các thùng để thu hút đàn. Và cứ thế, tổng đàn được mở rộng, lượng mật thu được cũng gần như xuyên suốt. Trung bình mỗi tháng, 30 thùng gỗ sẽ thu được khoảng 60 lít mật. Đảm bảo về chất lượng khi tối thiểu thủy phần dưới 23%, với giá bán từ 400 đến 600 ngàn đồng một lít. Thời điểm này đến Đà Lạt và vùng phụ cận tỉnh Lâm Đồng, du khách sẽ được khám phá vẻ đẹp của những vườn hồng chín mộng và quy trình làm hồng treo của người dân bản xứ. Mặc dù cũng đã sắp kết thúc vụ hồng rồi nhưng mà không khí sản xuất vẫn không trầm lắng do đây là thời điểm những cơ sở chế biến hồng tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tất bật làm hồng treo. Bà con, mời bà con và quý khán giả cùng khám phá một quy trình làm ra đặc sản qua một số hình ảnh sau đây. Theo quy trình làm hồng treo thì những trái hồng già sau khi thu hoạch sẽ được gọt sạch vỏ, sấy trong lò khoảng 3 tiếng ở nhiệt độ 500 đến 600 độ. Từng trái hồng sau đó được kẹp gắn tách biệt, treo thành dây, không sử dụng chất bảo quản nào và nhờ gió sấy tự nhiên kéo dài khoảng 3 tuần với điều kiện thời tiết nắng ráo, nhiệt độ ngoài trời 25 đến 30 độ. Sau đó từng trái hồng được đưa ra giá treo theo từng dây. Hồng treo hoàn toàn dựa vào điều kiện khí hậu, không sử dụng bất cứ chất bảo quản nào. Mỗi đợt treo hồng kéo dài khoảng 20 ngày, trong điều kiện thời tiết thuận lợi, khoảng 7 cho đến 10 kg hồng tươi sẽ thu được 1 kg hồng treo. Chính vì thế hồng treo có giá khá cao, trung bình khoảng 400.000 đến 450.000 đồng một kg tùy thời điểm. Kính thưa bà con và quý khán giả, một thực trạng là nhiều năm trở lại đây, không ít hộ dân đã phá bỏ cà phê chuyển sang trồng tiêu ồ ạt vì có thời điểm lợi nhuận từ trồng tiêu gấp 2-3 lần so với trồng cà phê hay là điều. Nhưng mà ông Nguyễn Văn Chu ở xã Tân Nghĩa, huyện Chi Linh thì khác. Ông Chu lựa chọn phương án cải tạo vườn cà phê già cỗi sang giống mới, năng suất cao, đồng thời trồng xen 2.000 gốc tiêu trong vườn cà phê 2 hectare của mình. Thời điểm giá tiêu 80 đến 90 ngàn đồng một ký thì thu nhập mang lại rất khả quan. Cho đến khi giá tiêu giảm sâu còn 60 đến 65 ngàn đồng một ký thì ông Chu cho biết, như thế vẫn lợi hơn trồng một loại cây. Hai loại cây trồng trên vườn nhà ông Chu đã sinh trưởng và phát triển tốt, hỗ trợ lẫn nhau đem lại năng suất ổn định. Rõ ràng, sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả có rất nhiều cách, đúng không ạ? Theo quy luật thị trường, khi cung vượt quá cầu ắt sẽ dẫn đến được mùa mất giá và chính người nông dân là đối tượng chịu thiệt thòi nhiều nhất. Do vậy, không ồ ạt phá bỏ cây trồng chính là lựa chọn trồng xen cây trồng mới có giá trị kinh tế cao để ổn định năng suất. Cả hai loại cây trồng là bài học mà nhiều nông dân cần rút ra sau câu chuyện sụt giảm giá tiêu vừa qua. Ứng dụng các giải pháp khoa học kỹ thuật trồng xen hợp lý sẽ là cứu cánh giúp cho nông dân trồng tiêu như ông Chu vượt qua khó khăn lúc này. Tạm ngưng trồng mới để tập trung chăm sóc diện tích hồ tiêu trồng thuần hoặc trồng xen hiện có theo hướng áp dụng kỹ thuật thăm canh, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Đồng thời trên cơ sở đó, người dân cần lồng ghép với các chương trình phát triển cây trồng khác theo hướng sản xuất bền vững, hiệu quả sẽ là hướng đi giúp nông dân thoát khỏi điệp khúc được mùa mất giá, được giá mất mùa. Muốn thoát khỏi điệp khúc được mùa mất giá, người dân được khuyến khích sản xuất hợp tác xã, tổ hợp tác. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định số 2105 phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, có 16 ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp được khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ gồm cà phê, chè, rau, qua, nấm ăn và nấm dược liệu, cây ăn quả, cây dược liệu, dâu tầm tơ, lúa gạo, hạt điều thuộc ngành hàng sản phẩm trồng trọt, bò thịt, bò sữa, heo thịt, trứng và gia cầm, mật ong và sản phẩm từ ong nuôi thuộc ngành hàng sản phẩm chăn nuôi và cá nước lạnh thuộc ngành hàng sản phẩm thủy sản. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng sẽ căn cứ các ngành hàng, sản phẩm được lựa chọn để thông báo công khai trên địa bàn tỉnh. Có một hợp tác xã được đánh giá là đầu tàu trên địa bàn của huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã tập hợp được nông dân vào sản xuất. Đến nay, nhiều mặt hàng nông sản đặc sản của Đà Lạt, Lâm Đồng đã được nông dân nơi đây sản xuất và cung cấp ra thị trường với số lượng ổn định. Đặc biệt là giá bán nông sản luôn ở mức cao, nông dân có thể yên tâm sản xuất vì đầu ra được đảm bảo. Phóng viên chương trình có ghi nhận hiệu quả sản xuất từ hợp tác xã Nam Sơn, mời bà con theo dõi.
thành lập từ năm 2014, hợp tác xã Nam Sơn ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, hiện là một trong những hợp tác xã có quy mô lớn ở địa phương này. Hiện hợp tác xã Nam Sơn đang tổ chức sản xuất trên 3.600 hectare, rải đều trên các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà. Trong đó, gia đình giám đốc Nguyễn Văn Đoàn có tới hơn 100 hectare, 6 xã viên còn lại có vài trăm hectare, còn lại là đất của nông dân liên kết với hợp tác xã. Cơ cấu mặt hàng của hợp tác xã cũng rất đa dạng, gồm củ cải, cà rốt, khoai lang, cà tím, cà chua, với sản lượng cung ứng ra thị trường không dưới 200 tấn một ngày. Trong đó, 50 hectare sản xuất rau củ theo tiêu chuẩn Việt Gáp, mỗi ngày thu hoạch 5 cho đến 10 tấn, xuất bán buôn vào các siêu thị khó tính nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích còn lại sản xuất rau, củ quả đại trà, giá không cao lắm nhưng phù hợp với khả năng đầu tư, trình độ sản xuất của đa số nông dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Hợp tác xã Nam Sơn thì chủ trương là làm rau sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hiện nay đang cung cấp cho các siêu thị ở thành phố. Nhưng là cũng hợp tác xã hoạt động được hơn 3 năm rồi. Cũng đã lạt mình là cái nơi làm rau và có thể nói là khí hậu nó thuận lợi cho tất cả các loại cây trồng. Rồi là mọi rau là có thể làm được quanh năm. Thành ra đó là cái thuận lợi của mình. Thứ hai là tôi là xuất phát từ nông dân, thành ra là tôi cũng có thể là nói là suốt rồi cái lúc mà ra làm ấy là làm nông hết, thành ra đó là một cái lợi thế. Nông dân ở đây thì thật ra là thuần nông rồi, mình ở với nhau ở đây biết hết rồi. Rồi các hộ liên kết thì hợp tác xã cung cấp cho phân, giống, thuốc, rồi kỹ thuật. Người nông dân chỉ có mỗi việc là làm cho nó tốt theo quy trình của kỹ thuật đề ra là được thôi. Hiện nay mảng kinh doanh dịch vụ sơ chế cà rốt, củ cải của hợp tác xã Nam Sơn đạt sản lượng 72.000 tấn một năm, doanh thu 360 tỷ đồng, tức là 1 tỷ đồng một ngày, lợi nhuận thu về khoảng 18 tỷ một năm. Về phía nông dân liên kết, sau khi trừ các khoản chi phí bình quân 1 hectare, lời khoảng 150 triệu đồng. Nhờ liên kết với hợp tác xã, hàng ngàn hộ nông dân ở các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà đã thoát nghèo, nhiều hộ vươn lên làm giàu bền vững, trong đó có hơn 100 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Khi liên kết với hợp tác xã, nông dân sẽ được đầu tư toàn bộ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Tôi xuất thân từ người nông nghiệp ở quê ông Bảy. Thì vào đây thì thấy làm cái la ghim này thì có lợi nhuận, mà cũng là mình làm theo với hợp tác xã thì khi mình làm ra sản phẩm thì hợp tác xã là có thu mua cho mình, thì đến cái đó là mình yên tâm. Chứ không phải là mình bán hàng ra ngoài chợ, mình phải tự đi tiêu thụ, đó là yên tâm để làm với hợp tác xã. Ngoài 1.000 hộ nông dân liên kết được, hợp tác xã Nam Sơn còn giải quyết việc làm với thu nhập ổn định cho hàng ngàn lao động địa phương. Chỉ riêng lao động thường xuyên tại hợp tác xã đã lên đến hơn 300 người, còn tính cả lao động thời vụ thì gần 6.000 người, với thu nhập bình quân 5 triệu đồng một người một tháng. Hiện nay ngoài các giống rau củ truyền thống, hợp tác xã này còn dự định đưa ra thị trường những sản phẩm nông nghiệp mới, độc đáo để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Hướng nông dân vào sản xuất hiệu quả theo hợp tác xã, tổ hợp tác cũng là mong mỏi của rất là nhiều bà con nông dân, bởi vì lợi ích của nó mang lại là thiết thực. Và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin 365 ngày chuyển động hôm nay. Nếu như có phản hồi hay là muốn tìm hiểu về những cây con giống mới, những mô hình sản xuất hiệu quả, hãy liên hệ cho chúng tôi tại địa chỉ 365ngaychuyendonglt.com hoặc là số điện thoại 0263 3829930.